Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi người mắc bệnh tâm thần liệu có thể học Phật và học Pháp Môn tịch độ được không? Dưới đây họ có ba câu hỏi. Đệ tử mắc bệnh gần 8 năm, bình thường thì cũng không có gì khác thường, nhưng chỉ cần niệm Phật, nhìn thấy tượng Phật hoặc khi đọc kinh, liền cảm thấy đặc biệt, hung trầm. Có khi trong tâm lại niệm ra những từ ngữ không giống trong kinh văn hơn nữa, thường xuyên sinh ra ác niệm bất kính đối với Phật. Chính mình cũng cảm thấy rất sợ hãi. Hiện nay, có công dám tụng kinh niệm Phật, rất khổ sở, nhưng lại không muốn buông bỏ. Còn phải nên làm thế nào? <laughs> Xem tình hình này thì biết, nghiệp chứng rất nặng. Bạn vẫn là còn có duyên với Phật. Chúng ta từ trên quả mà xem nhân Từ trên nhân mà xem quả Bạn cứ từ từ suy nghĩ Thì có thể nghĩ ra một chút đạo lý Trên nhân Nhất định là Ở trong cửa Phật Bất luận là người xuất gia hay tại gia Không cung kính với Phật Không cung kính với Pháp không cung kính với tăng Cảm được quả báo như vậy Nhất định phải tu pháp sám hối Trường hợp mà tôi vừa nói đến Tìm bác sĩ tâm lý Tốt nhất dùng thôi miên mức độ sâu Thì cho bạn biết trong đời quá khứ Nghiệp nhân mà bạn đã tạo Sau khi biết rồi Thì bạn sẽ biết sám hối như thế nào nếu không sám hối đời này được thân người là do trong đời quá khứ bạn vẫn còn làm một chút việc tốt nhưng nếu trong đời này bạn không làm được việc tốt nào đời sau sẽ đọa lạc hiện nay dùng thuật thôi miên để điều trị rất phổ biến ở phương tây ở Dallas, chúng tôi có một đồng tu hiện đang ở Mỹ. Nghe nói ông đã làm được mấy lần, ông rất hài lòng. Đây cũng là một ví dụ rất tốt. Ở Trung Quốc, tôi không biết là có không. Có lẽ là có. Loại phong trào này hiện nay đang rất phổ biến. Việc thôi miên mức độ sâu này là thật Đây không phải giả Hiện nay khoa học cũng đã khẳng định điều đó rồi Câu hỏi tiếp theo Trước đây đệ tử bị người khác cười chê Tình trạng của cả đời Đức giống với trong kinh địa tạng nói là Hạn bần cùng hèn hạ tật nguyện thiếu sức Hay bị những nghiệp ác ra buộc vào thân Xin hỏi ở trong cảnh ác, duyên ác Phải nên sống như thế nào? thường xuyên sinh tâm hổ thẹn đối đãi với tất cả người phải sinh tâm cung kính nghiệp chướng mới có thể tiêu trừ nếu đối với người khác mà còn châm biếm cười nhạo quỷ bán vẫn có tâm bất bình vẫn có tâm oán hận vậy thì nghiệp chướng của bạn không tiêu rồi Công những không tiêu được mà nghiệp chướng ngày ngày đang tăng thêm điều này rất phiền phức cho nên thật sự học khiêm tốn Thì nhất định sẽ có lợi ích với chính mình Trong Kinh giáo Đại Thừa nói với chúng ta Không những là lời nói hành vi của bạn đang tạo nghiệp Mà khởi tâm độc niệm cũng tạo nghiệp Bạn khởi một tâm bất thiện Tâm tham sân si mạng Quả báo đều vô cùng đáng sợ Đều rất nghiêm trọng nhất định phải thường xuyên đọc tụng đại thừa trong đời sống thường ngày có kinh nghiệm thật sâu sắc bạn mới biết giáo huấn của phật là chân thật bất hư tuyệt đối không dám khinh mạng bạn dùng tâm chân thành cung kính để học tập bạn mới có thể đạt được mới có thể lý giải bạn mới có thể thể hội được nghĩa thú chân thật trong giáo huấn của Phật. Sau đó có thể y giáo phụng hành vậy mới có thể tiêu nghiệp chứ. Ngày nay chúng ta muốn học Phật đặc biệt là tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông tu cái gì? Là tu tâm thanh tịnh tâm tịnh ác cõi Phật tịnh đâu là tịnh độ Tâm tịnh cảm được chính là tịnh độ. Đạo lý này rất rõ ràng. Tâm thanh tịnh đó của chúng ta cũng đã quá khó rồi. Rốt cuộc tâm thanh tịnh là gì cũng không biết. Cho nên Pháp môn tịnh tông có phương tiện đặc biệt Điều này trên hội lăng Nghiêm Gọi là phương tiện tối sơ là a di Đà Phật Bạn trụ tâm vào a di Đà Phật Đây không phải là miệng niệm Miệng niệm mà trong tâm vẫn có vọng niệm Thì không được Trong tâm thật có a di Đà Phật Ngoài a di Đà Phật ra Thì không có gì cả bạn dùng tâm này thì bạn nhất định giảng sanh khi còn chưa giảng sanh thì sống ở trên thế giới này bất luận là làm việc gì bạn đều sẽ làm được rất viên mãn vì sao vậy tâm của bạn là định tâm của bạn không tán loạn trong tâm của bạn không có vọng tưởng sự việc đến rồi vừa tiếp xúc thì dùng trí tuệ để xử lý không phải là vọng tưởng để xử lý tâm muốn suy nghĩ xem làm như thế nào làm ra sao chính là dùng vọng tượng xử lý không cần phải nghĩ vấn đề dựa đến thì tự nhiên sẽ có cách ứng phó cho bạn làm được rất viên mãn giống như thích ca môn ni phật vậy khi phật còn tại thế bạn xem bao nhiêu người thịnh giáo ngài đưa ra câu hỏi lúc nào phật cũng lập tức trả lời ngay tuyệt đối không nói phải suy nghĩ một chút không hề có lập tức liền trả lời cho bạn liền giải quyết cho bạn Tổ sư Đại Đức cũng là như vậy Tôi thân cận Đại sư chuyên gia được 3 năm Khi chúng tôi đưa ra câu hỏi cho Đại sư Ngài không lập tức trả lời ngay Ngài đều là đợi rất lâu rồi mới giải đáp Đó không phải là không lập tức trả lời cho bạn Mà do tâm khí của bạn bao trao phương pháp dạy học này cao minh nhất định phải xem tâm của bạn định lại đã vậy mới có thể tiếp nhận tâm không định thì không tiếp nhận được nói cho bạn gọi là gió thoảng qua tai ở đây vừa nghe xong rồi bước ra ngoài cửa liền quên mất vậy đâu có tác dụng gì Tôi theo Ngài ba năm Đều là như vậy Có nghi hoặc hướng về Ngài đi tỉnh giáo Ngài đều là rất tỉnh Vô cùng an tịnh nhìn tôi Để chính tôi ủng định trở lại Chỉ mới tiếp nhận được sự dạy dỗ của Ngài Ngài đâu phải suy nghĩ Nhìn thấu buông xuống rồi Ngài còn phải nghĩ thông suốt nửa tiếng đồng hồ nữa sao Không có đạo lý này Cho nên từ trong sự giáo dục của Ngài Chúng tôi vô cùng khẳng định rằng Học tập nhất định phải chuyên chú Thì mới thực sự có thể học thành Vậy chúng ta tự nghĩ xem Chúng ta tiếp xúc với rất nhiều học trò này Tâm đều không thể chuyên chú chính là nói trụ tâm một chỗ thì họ mới có thể học được gì đó tâm của họ tán loạn học không được a la hán bồ tát trụ vào bát nhã vậy phàm phu trong lục đạo như chúng ta tâm của chúng trụ vào chỗ nào đương nhiên học phật rồi biết là Chúng ta phải trụ vào thanh tịnh bình đẳng Cái mô lượng thọ đã nói cho chúng ta Thanh tịnh bình đẳng giác Mà không cần phải để ý đến giác Chỉ cần thanh tịnh bình đẳng Thì giác sẽ hiện tiền Thanh tịnh bình đẳng giống như là nước Giác là soi chiếu Nước thanh khiết, nước bình đẳng Thì đó tự nhiên sẽ khởi tác dụng soi chiếu tâm không thanh tịnh không bình đẳng thì không có tác dụng soi chiếu vậy tác dụng là gì tác dụng là ý thức ý thức chính là phân biệt chấp trước phân biệt của thức thứ sáu chấp trước của thức thứ bảy phân biệt chấp trước sẽ sinh ra rất nhiều sai lầm bạn phải hiểu rằng trong chấp trước có tự tư tự lợi có tham sân si mạng. Bạn xem, bốn phiền não lớn của mạng na thức tường theo nhau. Cái đầu tiên là ngã kiến. Ngã kiến chính là tự thư tự lợi. Ngã ái an chính là tham. Ngã si chính là ngu si. Ngã mạng Mạng chính là sân giận Đây là tham sân si Từ tư tự lợi tham sân si Hiện nay Chúng ta nói là bộ phận tinh thần Có những thứ này Thì chúng sẽ hiện hành Sẽ biến thành vật chất Tướng phần liền khởi lên Cho nên tham sân si mạng Là phiền não, cứu hữu Không phải là học được chỉ cần vừa mê thì nó tự nhiên khởi lên rốt cuộc là do thứ gì biến ra đó cho các vị biết là trí tuệ đức năng. bạn xem phật nói hết đại chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng như lai khi vừa mê thì trí tuệ biến thành phiền não đức liền biến thành tạo nghiệp tướng liền biến thành lục đạo tam đồ trong khoảng xác đa thì nó đã biến ra cái cố hữu này không phải là nói trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp đã nhiệm những thứ không tốt này không phải là ý nghĩa này Điều này đương nhiên cũng có Đi là ý nghĩa thứ hai Ý nghĩa thứ nhất chính là bạn mê mất tự tánh Đã làm méo mó đi trí tuệ công đức Trong tự tánh rồi Chuyện biến thành những thứ này Phải biết điều này Ngày nay, chúng ta học Phật Hy vọng ngay trong một đời này Phải có thành tựu thật sự Thành tựu chân thật Chúng ta an trụ tâm của mình Ở a di Đà -đạ Phật Đại sư Liên Trì về già Chính là một câu Phật hiệu Bất kỳ người nào tịnh giáo với Ngài Ngài đều là Nam Mô a di Đà Phật Không nói câu thứ hai Đây là tổ sư một đời ở thế gian Chúng ta vẫn có thân thể lưu tại thế gian Sự sự đại người tiếp vật Chúng ta nói điều đơn giản nhất Điều thiết thực nhất Bạn trụ tâm ở trong tập thiện nghiệp đạo Đã đúng rồi Tâm của bạn là tâm gì? Là tâm tập thiện Đừng có thường tập thiện Tập thiện rất rộng lớn Sâu rộng không bờ mé Càng nhất ở cõi người là thánh hiện của nhân gian lại nâng lên tính cõi trời rồi nâng lên thanh văn nâng tiếp lên duyên giác bồ tát phật làm được thập thiện viên mãn là quả địa như lai bạn làm thế nào có thể thấy rõ thập thiện tâm trụ ở thập thiện thì tâm của bạn là thiện bạn tu tịnh độ tâm của bạn tịnh bạn xem chúng ta trụ tâm ở thanh tịnh trụ tâm ở thiện thiện không để mảy may bất tiện xen tạp thiện này là thiện của Bồ Tát phàm phu làm không được phàm phu vẫn có vọng tưởng phân biệt chấp trước xen tạp không để mảy may bất tiện xen tạp đó là người nào cấp bậc thấp nhất đó là người minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật trong kinh hoa nghiêm gọi là 41 mươi giai vị pháp thân đại sĩ như các ngài thì mới có thể làm được Chúng ta phải nỗ lực Hết sức giảm thiểu bất thiện Cách tu như thế nào Điều đầu tiên bạn phải học điều mà Đại sư Lục Tổ Huệ Năng dạy bạn Không tế lỗi thế gian Tâm của bạn mới tiện được Tế lỗi thế gian thì như thế nào Lại có bất tiện xen tạp rồi Hết thầy chúng sanh Phàm phu ở trong lục đạo Đều là thiện ác lẫn lộn Bạn chỉ nhìn vào mặt thiện của họ Bạn đừng nhìn vào mặt ác của họ Thì bạn mới có thể tu được tâm thiện Mới có thể tu được không để mảy may bất thiện xen tạp Nếu bạn thường hay thấy người này không đúng Người kia không đúng Ngày ngày bạn xen tạp Tâm thiện của bạn không viên mãn đời này không thể viên mãn quản cái này quản cái kia quản đông quản tây quản đến sau cùng chính mình vẫn phải vô tam độ quả báo của bạn vẫn là ngạ quỷ địa ngục xuất sanh bạn chạy không thoát bạn nói xem bạn chịu thiệt thòi quá lớn nó thật ra là quá oan uổng bạn quản những việc này để làm gì vậy người cho tốt phổ độ chúng sanh là chính mình làm tốt rồi thì khiến người khác cảm động. Đây là thật. Ở xã hội hiện nay, không phải thời gian ngắn mà thấy được hiệu quả cảm động. Thấy được hiệu quả nhanh lắm cũng phải 10 năm. Người này thường hay hủy bán bạn, thường hay nói xấu bạn. Bạn làm thế nào? Bạn thường hay nói lời tốt về họ. Nhất định không có một mảy may tâm oán hận với họ. Cứ như vậy, sau 10 năm, họ sẽ nghĩ rằng mình thì ngày ngày nói họ, họ vẫn ngày ngày án tháng mình. Cho nên cần thời gian 10 năm thì lương tâm mới có thể thức tỉnh họ mới cảm thấy trong cả đời này của mình thật sự đã gặp được một người tốt vậy thì chúng ta muốn hỏi người ngày ngày quỳ bán mình đặt điều sinh sự hãm hại mình như vậy người này có phải là người tốt không là người tốt vì sao là người tốt họ giúp ta tiêu nghiệp chướng Người học Phật phải hiểu đạo lý này. Họ nói rất nhiều điều không đúng về ta sau khi ta nghe rồi. Ta phải phản tỉnh lại xem mình có hay không. Có thì sửa, không thì tránh. Nhất định không được trách họ. Họ là người tốt, Họ có thể nói ta Giúp cho ta có thể sửa lỗi đổi mới Thật sự là ân đức Là ân nhân Bạn còn có thể phê bình họ sao Bạn còn có thể đi trách móc họ sao Bạn còn đi oán gần họ sao Vậy được rồi Hoàng hoàng tương báo không bao giờ dứt Bạn kết quán với người ta thì bạn sai rồi Thật sự là từ vô tụy kiếp đến nay đều là sai. Ngày nay gặp được Phật Pháp mới hiểu rõ ràng, biết tường tận, không làm việc sai nữa. Chúng ta học Phật rồi. Chúng ta hiểu được đạo lý này. Y giáo, phụng hành, đó là thật. Bạn xem, việc quan ước chịu thiệt cả đời này của tôi rất nhiều, nhưng tôi rất biết ơn. Những người đặt điều sanh sự quỷ bán tôi Có không ít người thật sự đã quay đầu Bởi vì sao? Tôi từ trước tới nay không nói một điều xấu về họ Từ trước tới nay chưa từng phê bình họ Tôi đều là án tháng Họ tiêu nghiệp chứng thay tôi Tôi rất cảm kích vậy thì sao vậy thì có thể hóa giải xung đột hóa giải mâu thuẫn mâu thuẫn là có hai loại nguyên nhân một loại là nghiệp nhân trong đời quá khứ một loại là hiểu lầm ở hiện tại điều không đáng để vào trong tâm chính mình rất rõ ràng rất tường tận là trí tuệ như như bất động là định công tiếp nhận rồi thì chính mình tự kiểm điểm sám hối đây là công phu tu hành của mình đây là công đức nếu bạn biết tu thì ngày ngày đang tích công lụy đức nếu bạn không biết tu thì ngày ngày phê bình người đốt sạch toàn bộ công đức mà bạn tu được được thiêu rừng công đức thiêu sạch sẽ vấn đề ở chỗ bạn có biết hay không bạn có hiểu hay không ngày nay chúng ta làm người học phật làm người Tâm an trụ vào thuần tình, thuần tiện. An trụ vào thuần tịnh tình độ của chúng ta nhất định thành công. An trụ vào thuần tiện, chúng ta có thể hóa giải được oán thân trái chủ. Ở hiện tiền và trong đời quá khứ toàn bộ có thể hóa giải. Thuần thiện có thể hóa giải. Thuần tình nhất định sanh tịnh độ. Tương ương với tâm bồ đề. Điều kiện dẫn sanh tịnh độ là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta đều chọn đủ. Vậy thì đúng rồi. Cho nên từ chỗ không nhớ lỗi của người khác mà hạ thủ Chúng tôi xem thấy báo cáo của người Hawaii bản địa. Tôi vô cùng cảm động. Nguyên lý, nguyên tắc ở trong đó nói hoàn toàn tương đồng với những gì Phật Pháp nói. Người ngoài không có lỗi. Lỗi là ở chính mình. Thực sự không có lỗi. Bất luận họ làm thiện, làm ác đều không có lỗi lầm vì sao vậy? phạm những gì có tướng đều là hư vọng, họ đâu có lỗi? là cùng đạo lý với lời mà đại sư ngẫu ích đã nói, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở nơi tâm, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự, không có tốt xấu, cũng chính là nói không có lỗi lầm, không có tốt xấu, không có thiện ác tốt xấu. Tiện ác là ở tâm của mình, ở phản ứng của mình. Chúng ta dùng tâm thiện để phản ứng thì thế giới vô cùng tốt đẹp, không có điều gì là bất thiện. Chúng ta dùng tâm bất thiện thì trên thế giới này không có thứ gì là tốt cả. Là ở chính mình, không phải ở bên ngoài. Bên ngoài không có phải hiểu điều này bạn phải nghe hiểu phải nghe cho rõ ràng sau khi nghe rồi thì dùng vào trong đời sống bạn sẽ rất vui sướng học mà thường làm được chẳng phải vui lắm sao trong phật nói là pháp kỵ sung mãn là thật không phải giả bạn xem ngày ngày thiêu nghiệp chứng ngày ngày thêm lớn trí tuệ vậy làm sao mà không vui sướng phải hiểu đạo lý này Câu hỏi tiếp theo Người học Phật Phải tường sống trong cảm ơn Mọi lúc mọi nơi Đều nhìn thấy Hết thảy ưu điểm Và điều tốt của người vật việc Cảm thấy vui sướng hạnh phúc Nhưng đồng thời Phật Pháp lại nói với chúng ta Thế gian này là khổ Phải nên sinh tâm xuất ly Chẳng ghét ta bà Xin hỏi làm thế nào để viên dung tâm xuất ly và tâm cảm ơn? Tâm xuất ly là mục tiêu chung cực của cả đời bạn. Tâm một đời này thành Phật. Tâm cảm ơn là thân thể này của ta hiện nay còn ở thế gian. Tất cả nhu cầu của thân thể này ở thế gian đều là do đại chúng cung cấp. Mỗi người đều là ân nhân. những gì chúng ta ăn chúng ta mặc chúng ta sử dụng bạn tự nghĩ xem có bao nhiêu người cung cấp không có ai mà không có ân đức với bạn không những tất cả người có ân đức mà tất cả thực vật khoáng vật đều có ân đức sơn hà đại địa đều có ân đức tâm cảm ơn khắp pháp giới hư không giới đây là cảm ơn thực sự, báo ơn như thế nào? Ta nghiêm túc tu hành trong một đời này có thể dịnh thoát luân hồi, dạng sanh định độ là báo ơn thực sự. Những người này chăm sóc cho ta, ta phải xem như đã có một lời giao hẹn. Nếu đời này ta tu không tốt, tương lai đọa lạc, tội nghiệp đó quá nặng. Làm sao bạn xứng đáng với biến nhiều chúng sanh có ân với bạn? Cho nên thường hay nghĩ đến việc này thì bạn sẽ không dám không tin tấn, không dám không nỗ lực Câu hỏi thứ 8 Mỗi khi đệ tử muốn lạy Phật Xem kinh sách hoặc nghe nhạc Phật Thì có sự dẫn dụ khác xuất hiện Ví dụ như lên mạng xem truyền hình Ăn uống hoặc đi ngủ Thời gian ngày ngày trôi qua như vậy Rất lãng phí Xin hỏi làm sao khắc phục được những vụ hoặc ngoại cảnh này Và tính lười biến của mình Vấn đề này là bệnh chung khiến cho nhiều người niệm Phật hiện nay không thể thành tựu. Khắc phục điều này nằm ở chính mình. Nền tảng chính là phải trì giới, phải nghe kinh. Nghe kinh giúp cho bạn rõ lý. Trì giới là xây dựng công phu cơ bản của bạn. Giới luật làm từ đâu? Nhất định phải từ để tự quy mà làm. Ba căn bản này: để tự quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo. Ba thứ này phải liệu giải thấu triệt. Sẽ sinh ra sức mạnh. Nếu không thể liệu giải thấu triệt thì bạn vẫn là không địch lại nổi dụ hoặc Nhưng bạn phải thường xuyên cảnh giác rằng Bạn rất dễ bị dụ hoặc Nếu bạn không có định lực, không có trí tuệ Thì phải nghĩ rằng Đây là con đường dẫn đến tam độ Tương lai Bạn có sẵn lòng đọa vào tam độ không? Điều này có thể đề cao tâm cảnh giác của bạn thành tựu của pháp sư oánh kha thời nhà tống chính là sợ bị đọa vào địa ngục nên ông có thể ra sức nỗ lực ông thành công rồi nếu thực sự biết địa ngục khổ chính mình rất sợ hãi bạn sẽ không dám giải đãi Bởi vì bạn biết loài dạy đại này, tập khí ác này, ác bị đọa chẳng sai. Không ai có thể cứu được bạn. Nhất định phải sửa đổi khuyết điểm, sửa đổi tập khí. Dưỡng thành thích nghe kinh. Nghe kinh nhất định phải chuyên chú thì bạn mới có thể hội được pháp vị của kinh giáo. Nghe kinh mà trong tâm rất loạn, mộng điệp rất nhiều Thì bạn nghe không được thứ gì Nghe kinh phải chuyên chú Nghe kinh không để bất kỳ ai quý nhiễu Nghe kinh ở trong nhà Thì cái cả điện thoại cũng phải tắt đi Vì bạn mới có thể tập trung Nếu bạn nghiệp chướng nặng Bạn đang nghe kinh Mấy lượt điện thoại đã phá hoại toàn bộ Đây là gì? Đây là gì? Mà đến quý nhiễu Phạm là đến quý nhiễu bạn Đều là ma chứng của bạn Đều là quan gia trái chủ của bạn Không cho bạn dục công Không cho bạn dụng công Tương lai bạn không có công phu Khi dẫn khí của bạn suy yếu Thì họ sẽ đến gây việc phức Họ sẽ đến báo thù Đến đòi mạng Đến đòi nợ <laughs> cho nên Không học không được Nhất định phải học nghiêm túc Giảng một lần cho bạn Thì bạn sẽ không gợi tác dụng Đâu có chuyện Sau khi nghe một lần liền học được ngay Đó là thiên tài Đó không phải là phàm phu Phàm phu thì thế nào Nói chung phải ngàn lần dạng lần họ mới thực sự nghe hiểu được bạn đưa ra những vấn đề này tôi ở đây trả lời cho bạn bạn có thực sự làm cho rõ ràng làm cho tường tận hay không hoàn toàn xem ở chỗ tâm của bạn có thành kính hay không điều này ấn độ đã nói một phần thành kính thì bạn định hội được một phần. Mười phần thành kính thì bạn sẽ hiểu được mười phần. Không thành kính thì sau khi nghe rồi sẽ quên hết sạch sạch sạch. Cảnh giới hiện tiền vẫn là theo căn bệnh cũ, tập khí cũ của bạn mà ứng phó. Bạn chẳng dùng được bậy may gì. Những điều này chính bạn nhất định phải ở trong đời sống thường ngày mà thể nghiệm được đặc biệt ở trong thời đại này học phật là một công trình lâu dài nó không phải là trong thời gian ngắn là một công trình lâu dài thực sự là sống đến già học đến già học không hết